chân và cái mũi chân cho bạn. Điều này nó rất cần thiết khi mà bạn vào những bài tập đòi hỏi cơ thể của bạn di chuyển nhanh hơn. Dấp, coi chân gì, ngã cái người về trước, hạ mông thấp xuống. Ra trước, một chân trước, một chân sau gì. Rồi ngay lập tức di chuyển cái chân về vị trí, squat lại. Squat xuống, lại đứng lên, di chuyển chân ra trước, lại di chuyển nhanh, quá xuống, theo kịp không? Cái chân của bạn á là nó phải như vậy nè, từ vị trí này ha. Ha, nghĩa là bạn, nếu mà bạn chưa quen, bạn tập đứng tại chỗ, bạn nhảy vậy trước đi. Rồi từ từ quen hơn rồi các bạn sẽ phối hợp. Nè, nghĩa là không nhìn xuống sàn, nhưng mà vẫn phải xác định cái khoảng cách nhảy, cái độ mở chân vừa đủ ha. Rồi ok, giờ làm nhanh nha ha. À, mỗi bên 10 lần, nghĩa là squat khoảng 20 cái. Rồi, chuẩn bị. Vào. Đúng rồi. Rồi, đó, đâu có gì đâu, khó. 3, tới 20, 4, 5, 6, 7, thẳng lưng em, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tập vậy là tốt rồi. Ngưng. Xong. Rồi tập trung nha. Đưa xuống tay nè. Đưa xuống. Chạm một bên. Đưa thẳng lên. Vung mạnh lên, nhón người lên. Lại đưa xuống. Rồi cấp độ này là dễ nhất. Nhưng mà thực ra là các bạn không có tập chậm gì đâu. Các bạn phải hít thở. Tập trung. Hít thở đều, xuống hít vào lên thở ra thật là nhanh, các bạn tập nhanh các bạn mới giảm mỡ được nha, nhanh nè, tập trung nha. Nhanh như vậy mỗi bên 15 cái vô, thẳng lên, quăng đứng nhón chân lên luôn. Đúng rồi, nhanh nữa em, nhanh nữa. 4. À, thăng bằng đừng coi chân dấp, coi chân gì, ngã cái người về trước, hạ mông thấp xuống. 6, hai tay lên cùng lúc, 7, cao lên, 8, nhanh lên, 9, nhanh nữa, 10, nhanh, 11, 12, 12 rồi đó, tiếp, nhanh, 13, 14, nhanh lên, 15. Rồi, với bài tập này các bạn lưu ý rằng là các bạn nhớ hạ mông thấp xuống và di chuyển tay và chân của các bạn nhanh hơn nữa nha. Xong. Rồi, tập trung kiểm soát cái mũi chân của các bạn, bởi vì chúng ta sẽ giảm mỡ bắp chân nha. Ở góc nhìn 3/4 các bạn sẽ thấy như thế này. Nhúng nhẹ xuống một chút, tay chống mèo, bật lên, đá thẳng chân về trước, lại nhúng nhẹ xuống. Ok không? Bật cao lên, duỗi thẳng chân, kiểm soát mỗi bên chân 10 lần. Vào, cố gắng lên. Tay chống mèo. Rồi, nhảy cao. Thẳng chân em, thẳng chân. Ráng. 3, 2 rồi. 2 mỗi bên, ráng lên. 3, thẳng lưng lên. 3, 4. 4, ráng lên. 5, 5. 6, thẳng thế nào, bật cao lên. Bài này bật cao các bạn tập mới đúng được. 7, 8, 9, tới luôn, 10, rồi, nhảy vậy là khá được rồi, khi nào quen hơn, cố gắng nhảy cao hơn nha, xong. Rồi, chúng ta vào một bài thể lực nhẹ nhàng và đơn giản để giảm mỡ dành cho người mới tập. Các bạn sẽ cần một cái không gian và cái khoảng cách cỡ 3 mét từ bên này qua bên kia. Rồi, lưu ý là khi mà các bạn chạm tay xuống, hãy giữ cái phần lưng của các bạn giữ thẳng như thế này. Rồi, và di chuyển nhanh lên,
chạy ngang. Đó, như thế này là chúng ta vừa tập squat và chúng ta vừa tập nhúng, chúng ta vừa tập chạy. Bắt đầu di chuyển qua, nhúng, di chuyển qua, nhúng, di chuyển qua. Nhúng là tập cái sự linh hoạt cho cái chân của chúng ta. Rồi, chạm mỗi bên 10 lần. Chuẩn bị, xuống, hít vào, vô. Chạm, 1, 2, thẳng lưng em, squat sau xuống, 3, trong cái phần mà tư thế mà các bạn giữ liên tục gì nè, 4, cái phần mông đùi của các bạn chịu lực rất là lớn, 5, tiếp, 6, tiếp, 7, tới luôn, 8, tiếp tục, 9, tiếp tục, 10, rồi rất tốt. Với những cái bài tập như thế này á, nó sẽ rèn luyện cái sự linh hoạt của cái cổ chân và cái mũi chân cho bạn. Điều này nó rất cần thiết khi mà bạn vào những bài tập đòi hỏi cơ thể của bạn di chuyển nhanh hơn và tốc độ hơn nha. Rồi, cố gắng tập theo, xong. Và tốc độ hơn nha. Rồi, cố gắng tập theo, xong. Rồi, chúng ta vào một cái bài tập mà giảm mỡ mông đùi rất là tốt. Chú ý tập trung nha. Cái chân em ở mức vừa. Rồi, squat tay, tay nè, xếp vô nhau. Rồi, chú ý phần khuỷu tay khép lại, khép cái khuỷu tay lại. Squat xuống thấp nha. Sau đó bước rộng, chưa đứng dậy, chưa đứng thẳng dậy, mới đứng vừa thôi. Bước rộng ra, khi bước rộng ra mở cái chân một xíu. Squat rộng, khi squat chân rộng thì mình bật nhảy lên. Rồi, squat xuống thấp, xuống, lại squat rộng, bước vô, squat xuống thấp, chậm chậm chân lại, rồi bước rộng ra. Hiểu hiểu không? Rồi, bây giờ nghĩ cái chỗ này là cái khoảng giữa. Khi ở khoảng này thì chúng ta squat hẹp chân. À, góc ngang nè, squat hẹp chân đấy. Thôi em nhìn góc thẳng, nhìn góc thẳng này đi. Bây giờ ô này là em squat hẹp chân. Em bước qua ô này, squat để rộng chân và nhúng xuống, bật cao lên. Sau đó em bước vô lại, squat xuống, hẹp chân. Em lại bước qua cái ô này, squat xuống, rộng chân và bật. Squat hẹp thì xuống sau. Squat qua hai bên, rộng chân thì mình để rộng chân và nhúng xuống, mình bật, giữ lưng thẳng, mắt nhìn về trước. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ bật là mỗi bên 8 cái nha. Còn mỗi bên 5 cái, ở giữa 5 cái, ok không? Rồi, làm chạm thôi. Rồi, squat xuống. Rồi, đứng vừa vừa, bước qua, rộng chân. Rồi, nhảy. 1, rồi, bước qua, xuống, bước qua, rộng chân, nhảy. 1, đúng rồi, xuống, giữ lưng thẳng, bước qua, xuống, nhảy. 2, đúng rồi, tiếp tục, cứ bình tĩnh, kiểm soát nha. Bước xuống, nhảy. 2, tiếp tục, squat vô giữa, squat bước qua, nhảy. 3, cố gắng nhảy cao lên, xuống, bước qua, nhảy. 3, tiếp tục, mỏi rồi, tới lúc này là rất là mỏi. Ráng giữ thẳng lưng anh em. Rồi, nhảy. 4, bước qua, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng xuống. Rồi, bước qua, xuống, nhảy. 4, tiếp tục, bước vô giữa, squat xuống, bước qua, nhảy. 5, rồi một cái bên kia nữa, squat xuống, rồi, nhảy. Rồi, ok. Tập như vậy là ổn, nhưng mà các bạn phải cố gắng giữ cái lưng thẳng và bật cao hơn nha. Xong.